AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ôn tập về số tự nhiên. Như hôm trước thì chúng ta đã được ôn tập về một số các kiến thức liên quan đến cách đọc số, viết số và phân tích số, đúng không nào? Vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ôn tập về cách so sánh các số tự nhiên. Nào, ngay bài tập đầu tiên của chúng ta, bài tập số 1 thì đề bài đã yêu cầu là chúng ta điền các dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là dấu bằng vào những chỗ trống này. Tức là chúng ta sẽ đi so sánh các con số với nhau, đúng không nào? Và ở đây thì chúng ta thấy là gì? Sẽ có một số các chỗ so sánh mà chúng ta cần phải thực hiện tính toán. Ví dụ như ở đây thì vế bên trái của cô là một phép chia, tức là chúng ta phải đi thực hiện phép chia đó trước rồi chúng ta mới so sánh với vế bên phải, đúng không nào? Hoặc là giống ở đây thì ở vế phải là một phép tính nhân thì chúng ta lại phải thực hiện tính nhân này rồi mới so sánh với vế trái. Ngoài ra thì để so sánh các số tự nhiên thì các con sẽ phải nhớ lại cho cô một số các kiến thức. Ví dụ như thế nào nhỉ? Đấy là gì? Số nào mà có ít chữ số hơn thì số đó sẽ bé hơn. Ngược lại, số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Thế còn đối với những số mà có cùng số chữ số với nhau, ví dụ như đều là các số có 3 chữ số, đều là các số có 4, có 5 chữ số chẳng hạn, thì muốn so sánh các con số đấy, chúng ta sẽ phải so sánh từng cặp chữ số ở mỗi hàng và lần lượt từ trái qua phải, từ hàng cao cho tới hàng thấp. Đó, nhớ cho cô nhé, là chúng ta sẽ phải so sánh từng cặp chữ số ở mỗi hàng, từ hàng cao cho tới hàng thấp. Rồi, vậy thì áp dụng một số kiến thức như vậy, chúng ta sẽ cùng cô thực hiện so sánh hai con số đầu tiên. 989 và 1321. Thì cô thấy là một số có 3 chữ số so sánh với một số có 4 chữ số thì chắc chắn là số có 3 chữ số sẽ bé hơn số có 4 chữ số, đúng không nào? Vậy là đầu tiên thì cô sẽ có 989 bé hơn 1321. Tiếp tục, hai con số tiếp theo đó là 27.105 và 7.985. Thì một số ở vế trái có 5 chữ số với một số vế phải có 4 chữ số thì chắc chắn là số có 5 chữ số sẽ phải lớn hơn số có 4 chữ số. 27.105 lớn hơn 7.985, đúng không nào? Bây giờ đến phép so sánh thứ 3. Vế trái của cô là một phép tính chia, 8.300 chia cho 10. Nào, 8.300 chia cho 10 thì chúng ta đã được học chia một số tự nhiên cho 10, đó là chúng ta sẽ bỏ đi một chữ số 0 ở phía bên phải của số bị chia, đúng không nào? Vậy là nếu như cô bỏ đi một chữ số 0 thì cô còn 830. Thế vế bên này cũng là 830. Vậy sau khi mà chúng ta thực hiện phép tính chia thì chúng ta thấy là hai vế có giá trị bằng nhau, tức là cô sẽ điền dấu bằng, được chưa nào? Rồi tương tự sang cột phía bên phải, 34.579 so sánh với 34.601. Nào, ở đây khác so với phép so sánh ở bên cột trái là bởi vì gì? Đây đều là hai số tự nhiên có 5 chữ số, tức là hai số này đang có cùng số chữ số. Vậy chúng ta sẽ phải so sánh lần lượt từng cặp chữ số ở các hàng, từ hàng cao cho tới hàng thấp. Nào, ở hàng chục nghìn đều là chữ số 3, ở hàng nghìn đều là chữ số 4, giống nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh đến chữ số ở hàng trăm. Một bên bằng 5, một bên bằng 6. Vậy thì 5 bé hơn 6, tức là số ở bên vế trái sẽ phải bé hơn số ở bên vế phải, đúng không nào? 34.579 sẽ bé hơn 34.600.
01. Được chưa nào? Bây giờ đến hai con số tiếp theo, cũng là hai con số có 6 chữ số. 150.482 và 150.459. So sánh tương tự thì cô thấy các chữ số này ở hàng trăm nghìn này, chục nghìn này, hàng nghìn, hàng trăm, đây, đều giống nhau. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải so sánh đến các chữ số ở hàng chục. Con số bên phía trái có hàng chục là 8, bên phía phải có hàng chục là 5. Vậy 8 lớn hơn 5, tức là 150.482 sẽ phải lớn hơn 150.459. Đúng như nào? Và bây giờ đến phép so sánh cuối cùng. Vế trái là một số có 5 chữ số, 72.600. Vế phải là một phép tính nhân, 726 nhân với 100. Các con thấy là gì? Thực hiện phép tính nhân này, chúng ta thấy khi nhân với 100 thì chúng ta sẽ phải viết thêm 2 chữ số 0 vào phía bên phải của số 726, tức là 72.600 bằng với vế trái. Vậy cô sẽ điền dấu bằng vào đây. Được chưa nào? Vậy là các con đã nhớ lại cho cô cách so sánh các số tự nhiên với nhau rồi, có đúng không nào? Nhớ là thực hiện giống như cô vừa hướng dẫn nhé. Bây giờ thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 này. Sau đây là bài tập số 2 của chúng mình. Bài tập này thì yêu cầu chúng ta là viết các số sau theo thứ tự từ bé cho đến lớn. Và đây thì cô có hai phần, phần A và phần B. Thế thì đối với cái bài tập như thế này thì chúng ta thấy là gì? Để mà chúng ta có thể viết các số theo đúng thứ tự từ bé đến lớn, tức là chúng ta sẽ phải đi so sánh các con số mà đề bài đã cho, đúng không ạ? Xem là thứ tự của chúng như thế nào. Và khi mà viết thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta phải viết các số bé nhất trước, rồi dần dần mới đến các con số lớn hơn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào phần A trước. Phần A ở đây cô có tất cả là 4 con số, đúng không nào? Có một số có 3 chữ số, còn lại là số có 4 chữ số. Vậy thì trước tiên là chúng ta sẽ đi so sánh các con số này. Nào, cách trình bày như sau. Ta có, cô sẽ viết con số bé trước đi. Bởi vì số có 3 chữ số sẽ bé hơn số có 4 chữ số, cho nên là chúng ta sẽ thấy số 999 là con số bé nhất. Nào, ba con số tiếp theo, 7.426, 7.642 và 7.624. Thì cô thấy là gì? Các chữ số hàng nghìn đều là các chữ số 7, giống nhau. Bây giờ cô sẽ so sánh đến các chữ số hàng trăm. Thì cô thấy là con số này có hàng trăm là 4. Còn lại hai con số này có hàng trăm là 6. Vậy thì chắc chắn con số tiếp theo lớn hơn số 999 sẽ phải là 7.426. Đúng không nào? Rồi bây giờ đến so sánh hai con số còn lại. Hai con số còn lại thì chữ số hàng trăm là 6, giống nhau rồi. Chúng ta lại phải so sánh đến chữ số hàng chục. Nào, đó là chữ số 4 ở đây và chữ số 2 bên này. Thì cô thấy 4 lớn hơn 2, đúng không nào? Vậy tức là số 7.642 sẽ là số lớn nhất. 7.426 sẽ bé hơn 7.624 và cuối cùng là bé hơn 7.642. Đây, vừa rồi cô và các con đã cùng nhau so sánh được 4 con số mà đề bài đã cho theo đúng thứ tự. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ viết dãy số này theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. Từ bé đến lớn. Và chúng ta sẽ sắp xếp lại dãy số mà đề bài đã cho. Con số đầu tiên đó là 999.
chấm phẩy, rồi đến 7.426, 7.624 và cuối cùng là 7.642. Thế thế nào? Đấy, thế thì cách trình bày là chúng ta sẽ có hai bước. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tương tự đối với câu B. Câu B thì cô có 4 số và 4 số này đều là các số có 4 chữ số, đúng không nào? Thế chúng ta sẽ so sánh lần lượt từng cặp chữ số ở các hàng. Nào, đầu tiên thì so sánh chữ số hàng nghìn đi. 3 này, 1 và 3. Vậy thì cô thấy là chữ số 1 sẽ là số bé nhất. Vậy là số 1853 là số nhỏ nhất trong 4 con số này. Đúng không nào? Ta có 1853, bé hơn này. Bây giờ đến 3 con số còn lại đều có hàng nghìn là 3. Vậy chúng ta sẽ so sánh đến chữ số hàng trăm. 1 này, 5 này, 1 này. À, vậy là cô thấy ít nhất thì cô thấy là 1 bé hơn 5. Vậy là ở đây số 3518 là số lớn nhất trong 4 con số này, đúng không nào? Thế bây giờ hai con số còn lại 3.158 và 3.190 thì 3.158 sẽ bé hơn 3.190 bởi vì chữ số 5 ở hàng chục bé hơn chữ số 9 ở hàng chục. Đúng chưa? Vậy cô sẽ viết số lớn hơn 1.853 đó là 3.158. Bé hơn 3.190 và cuối cùng là 3.518 là con số lớn nhất. Tham nhân nào? Và đến đây chúng ta sẽ viết như sau. Viết các số theo thứ tự. Từ bé đến lớn. Số đầu tiên đó là 1853 chấm phẩy này, 3158, 3190 và cuối cùng là 3518. Được chưa nào? Đó, vậy là cô và chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong được bài tập số 2, đó là sắp xếp các số theo thứ tự từ bé cho đến lớn. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 3 nhé. Sau đây là bài tập tiếp theo chúng mình, bài tập số 3. Đề bài của bài tập này thì trái ngược so với bài tập số 2, đấy là viết các số theo thứ tự từ lớn cho đến bé. Thế thì quy trình thực hiện của chúng mình vẫn là đi so sánh các con số này trước, sau đó thì chúng ta mới thực hiện sắp xếp theo thứ tự từ lớn cho đến bé. Thì ở đây thì chúng ta có thể so sánh giống như bài tập số 2 cũng được, hoặc chúng ta sẽ tìm ra các con số lớn nhất trước rồi dần dần đến con số bé nhất sau cũng được. Để xem nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào phần A trước. Phần A thì cô có tất cả là 4 số. Có số có 3 chữ số, có 4 chữ số và có 5 chữ số. Vậy thì trong 4 con số này, số có 5 chữ số sẽ là số lớn nhất, đúng không nào? Rồi đến số có 4 chữ số và số có 3 chữ số là số bé nhất. Nào, bây giờ sẽ đi so sánh như sau. Ta có này. Con số đầu tiên, số có 5 chữ số là 10.261, sẽ lớn hơn số tiếp theo là số có 4 chữ số. Ở đây cô có hai số có 4 chữ số là 1567 và 1590. Thì cô thấy so sánh hai con số này, số 1 và số 5 đứng ở hàng nghìn và hàng trăm giống nhau. Cô sẽ so sánh đến các chữ số hàng chục. Thì 6 nhỏ hơn 9, tức là số 1590 lớn hơn. Rồi mới đến 1567. Và cuối cùng số bé nhất chính là số có 3 chữ số, 800.
97. Đấy xem nào, chúng ta đã hoàn thành xong bước số 1 là so sánh. Bây giờ đến bước số 2 là viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Nào, con số đầu tiên là 10.261. Sau đó đến 1.590. 1.567. Và cuối cùng là 897. Xong chưa nào? Hoàn thành xong được phần A thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tương tự đối với phần B. Ta có quan sát vào bốn con số ở phần B thì cô thấy đây đều là các số có bốn chữ số, đúng không nào? Thế chúng ta sẽ so sánh các cặp chữ số ở từng hàng lần lượt từ hàng cao cho đến hàng thấp. Cô sẽ so sánh các chữ số ở hàng nghìn trước. Nào, 2, 4, 2 và 2. Vậy chữ số 4 là lớn hơn 2, cho nên số lớn nhất của chúng ta đó là 4.270. Bây giờ so sánh 3 con số còn lại thì cô lại phải so sánh đến chữ số hàng trăm, có đúng không nào? Ở đây là 4 này, 4 và đây là 5. Vậy thì chắc chắn 5 sẽ lớn hơn 4. Vậy số tiếp theo sẽ phải là 2.518. Và bây giờ so sánh cho cô hai con số còn lại có cùng chữ số ở hàng nghìn và hàng trăm thì chúng mình sẽ phải so sánh đến hàng chục. Một bên là 7, một bên là 9. 9 sẽ lớn hơn 7, cho nên số tiếp theo là 2.490. Và cuối cùng là 2.476. Xong chưa nào? Và đến đây chúng ta sẽ thực hiện viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Số 4.270 sẽ vào con số đầu tiên, rồi đến 2.518, 2.490 và cuối cùng là 2.476 là con số bé nhất. Xong chưa nào? Đó. Thế thì đối với những cái bài tập mà sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn thì các con nhớ cho cô bước số 1 sẽ là bước so sánh tất cả các con số này giống như cách cô đã trình bày, rồi chúng ta mới sắp xếp. Được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong bài ôn tập hôm nay nhé. Và sau đây là bài tập cuối cùng của chúng ta, một bài toán tìm x. Nào, để ý và đề bài cho cô thì ở đây chúng ta thấy là gì? Điều kiện đầu tiên là biết 57 nhỏ hơn x nhỏ hơn 62, hay là chúng ta nói là gì? X lớn hơn 57 và bé hơn 62. Rồi, với điều kiện ở câu A, x là số chẵn. Bây giờ thì đề bài yêu cầu chúng ta tìm x là số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62. Rất là dễ, đúng không nào? Như chúng ta đã được học thì số chẵn là những số có tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8. Thế bây giờ thì chúng ta chỉ việc tìm cho cô các con số có tận cùng như vậy nằm trong khoảng từ 57 đến 62 là chúng ta sẽ tìm ra được các số thỏa mãn điều kiện ở câu A. Nào, bây giờ thì cô và chúng mình sẽ trình bày như sau. Ta có năm mươi bảy bé hơn x bé hơn 62 và x là số chẵn. Các con thấy là gì? Từ 57 đến 62 chúng ta sẽ liệt kê như sau.
số 58, 59, 60, 61, đúng không nào? Vậy thì trong những con số đó thì các số mà thỏa mãn điều kiện x là số chẵn chỉ có số 58 và số 60, đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận là gì? Nên x có thể bằng 58 hoặc x bằng 60, được chưa nào? Vậy là trong câu A thì chúng ta sẽ tìm ra được hai giá trị của x là 58 và 60. Bây giờ sang đến câu B. Ngược lại x là số lẻ. X là số lẻ thì chúng ta sẽ thấy là có các số nào nhỉ? 59 và số 61, đúng không nào? Trình bày tương tự câu A, ta có x lớn hơn 57 và bé hơn 62. Thỏa mãn điều kiện x là số lẻ. Đúng không nào? Cho nên ở đây x sẽ bằng 59 hoặc x bằng 61. Xong chưa nào? Rồi bây giờ sang đến yêu cầu C. Thì x là số tròn trục. Số tròn trục mà chúng ta đã được học lớn hơn 57 và bé hơn 62 thì duy nhất có một con số đó là số 60, đúng không nào? Thế câu C ta có này, và x là số tròn trục. Thì chúng ta sẽ kết luận nên x bằng 60. À đây là 62. Không chưa nào? Và bây giờ đến yêu cầu cuối cùng trong câu D, đấy là x chia cho 5. Thế các con nhớ là điều kiện các con số mà chia cho 5 thì sẽ phải có tận cùng là các chữ số 0 hoặc 5, đúng không nào? Vậy thì ở trong này chúng ta thấy nếu như x lớn hơn 57 và bé hơn 62, cô chỉ tìm được duy nhất một con số có tận cùng là chữ số 0. Đấy là số 60 chia cho 5 thôi, đúng không nào? Vậy thì cũng ra đáp án giống như câu C. Ở câu D, x cũng bằng 60. Nào, câu D này, ta có x lớn hơn 57 và bé hơn 62. Thỏa mãn điều kiện x chia hết cho 5. Thế thì chúng ta sẽ kết luận nên x bằng 60. Không chưa nào? Vậy là cô và các con đã cùng nhau hoàn thành xong được bài tập cuối cùng trong bài ôn tập ngày hôm nay. Thế là qua hai phần ôn tập thì chúng ta cũng đã ôn tập được khá là nhiều các kiến thức liên quan đến số tự nhiên, đúng không nào? Vậy thì hẹn các con ở trong bài học ngày hôm sau, chúng ta sẽ ôn tập nốt một số các kiến thức còn lại liên quan đến số tự nhiên nhé. Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.